Vâng, xin chào bên kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay em phải tiếp tục về mẫu địa hình rất là hot bên em, dòng Sava thương hiệu Đức, được rất nhiều các bác quan tâm và đánh giá rất là cao về cái mẫu mountain bike địa hình. Và lần này em về với xe rất là tốt các bác nhá. Xe với full với cấu hình đồ DR, củ đề DR XT, đùi cho trục giống. Và bây giờ xin mời anh đã tổng thể những chiếc xe. Vâng, trong thời gian vừa qua thì cái mẫu Sava địa hình mountain bike em đã giới thiệu rất là nhiều trong thời gian vừa qua những video trước. Thì đây cũng là được cái mẫu địa hình được rất nhiều các bác quan tâm và đánh giá rất là nhiều, dòng xe thương hiệu Đức, model Sava Power. Xe làm từ hợp kim nhôm aluminium, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của những dòng xe dòng thể thao. Đây là mẫu mountain bike mà em đã từng review rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và cái mẫu model và thương hiệu của dòng Sava rất là lớn các bác nhá. Đây là cái mẫu model địa hình Sava. Và hầu như em về những cái dòng Sava được rất nhiều các quan tâm đánh giá. Thì lai về một chiếc nữa này, rất là đẹp. Tổng thể xem đánh giá từ 85 đến 90% xe. Có một vài vết sức nhỏ trên khung xe, nhưng mà vết sức nhỏ nhá. Trong cái quá trình sử dụng thì không thể tránh khỏi rồi, nhưng tổng thể xe rất là đẹp. Và như video trước thì có rất nhiều bác hỏi em, thì mai em về thêm chiếc nữa, dòng mountain bike Sava rất là hot bên em trong thời gian vừa qua. Đây là một dòng xe mẫu địa hình ổn định nhất mà em đánh giá rất là cao, với cái tông màu đen đỏ và điểm nhấn màu chỉ trắng trên khung xe rất là nổi bật. Phổ phốt ghi đông chính hãng của Sava luôn các bác nhé. Đây lắm cao su đúc. Và lần này sẽ được trang bị với cấu hình rất là khủng. Tay bấm clip chính hãng của Shimano DOD. Thì như các bác biết thì những cái dòng xe tô đinh của địa hình thì hầu như cũng chỉ có dòng Aceda, dòng Shimano Tulay, Alivio. Thì đây là mẫu DOD gần như là trùng cuối của cái dòng xe tô đinh địa hình rồi. Và xe là trang bị rất là khủng, với trang bị 10 tầng lip DOD. Và cụm phanh trước của xe là cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano luôn các bác nhé. Ghi đông chính hãng của Shimano Sava. Bên tay phải em sử dụng với 3 tầng đĩa chính hãng của DOD, rất là cao cấp. Và cụm phanh sau của xe cũng là cụm phanh sau sử dụng với cụm phanh dầu Shimano, giảm sóc dầu chính hãng của Sava luôn các bác nhé. Dòng mountain bike địa hình, đây là mẫu xe dòng địa hình rất là ổn định, máy rất là cao. Vành chính hãng của Sava nguyên bản theo xe. Cặp lốp mountain bike đây, lốp chuyên dành cho dòng địa hình. Bề mặt lốp rất là nhiều gai mà giúp cho xe bám sát rất mặt đường rất tốt hơn. Kích thước lốp là 26 x 1,95. Xe được trang bị với nguyên một group chính hãng của Shimano DOD, rất là cao cấp. Củ đè đằng sau là củ đè Shimano DOD XT các nhé, trên là đồ DOD. Cọc yên chính hãng của Sava. Yên cao cấp SR2, dòng yên cao cấp của dòng mountain bike. Như bác chơi xe đạp thì đã không còn gì xa lạ đối với những bộ yên của SR2 của dòng xe cao cấp vậy rồi. Cặp đĩa của Shimano DOD luôn các nhá. Còn chiều cao đứng của khung xe là size 45, tức là size S. Kích cỡ của các bác là 1m6 đến 1m7. Đây là một chiều cao khung lý tưởng dành cho các bác đi xe đạp. Đuôi sụp rỗng chính hãng nguyên bản theo xe, rất là cao cấp. Củ
đề sau là củ đề của DRXT các nhá. Trang bị với 10 tầng lip trắng chính hãng cho xe. Máy ơ trước và máy ơ sau chính hãng của Sava. Máy ơ chính hãng nguyên bản cho xe. Vành vành của Sava. Kích thước lốp là 26x1.95. Vâng, và đây là cái mẫu địa hình Sava Mountain Bike, trang bị với full group cấu hình của Shimano DOD và củ đề DODXT rất là cao cấp. Đùi đĩa trục rỗng. Vâng, xe là rất tốt bên nhà cho bác nhé. Và bây giờ xin mời nhà tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với 10 tầng lip chính hãng của bản thao xe. Củ đề sau là củ đề DODXT. Lên lip đây. Rồi, chuyển động rất là mượt mà và trơn tru. Xuống lip. Xuống lip. Vào bên tầng đĩa, sử dụng 3 tầng đĩa. Lên xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, rất là trơn tru mượt mà. Đối với trục giống chính hãng với bản theo xe. Đây là mẫu thương hiệu của Đức Sava. Địa hình. Và em vừa nhắc tổng thể con chiếc xe Sava thương hiệu của Đức, dòng Mountain Bike, full group cấu hình của Shimano DOD. Củ đề sau là củ đề DODXT. Và xe giá rất tốt bên em là 7.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Một ngày đó là chuyên ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác phải thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.